kẻ giác trộm cả đàn bò trong đêm, bất ngờ với danh tính là chủ quán Bê Thui. Đối tượng Phước khai nhận là chủ quán Bê Thui, đã từng đến xã Hải Dương, thành phố Huế Thừa Thiên Huế để mua bò. Chiều 2 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, phối hợp với Công an thành phố Huế bắt giữ Ngô Phước, 35 tuổi, chú xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế về hành vi trộm cắp tài sản. Phước là nghi phạm bắt trộm đàn bò 12 con của gia đình ông Phạm Thế Bề, xã Hải Dương, thành phố Huế. Theo cảnh sát, đối tượng Phước là chủ quán bê thui ở phường Phú Thượng, thành phố Huế, đã từng đến xã Hải Dương để mua bò. Do nợ nần, túng quẩn, anh ta nghĩ ra việc về địa bàn xã này, trộm cắp bò để bán kiếm tiền tiêu xài và trả nợ cá nhân. Phước khai, khuya ngày 29 tháng 2, anh ta thuê chiếc xe máy đi đến chuồng nuôi bò của gia đình nạn nhân, ở cạnh trạm y tế xã Hải Dương. Phước giấu xe máy ở bụi cây rồi vào chuồng, lùa đàn bò 12 con lên thả rong tại một mảnh đất trống ở đường tỉnh Lộ 10. Chiếc bi, phường Phú Thượng, thành phố Huế với mục đích chăm cho bò ăn cỏ để bán dần. Đến sáng ngày 2 tháng 3, Phước đã bán được một con bò cho một lò mổ tại Lại Thế, phường Phú Thượng với giá 10 triệu đồng. Khi đang lùi những con bò còn lại đi ăn thì Phước bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ cùng tăng vật. Cơ quan công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Trước đó, chiều 1 tháng 3, ông Phạm Thế B đã trình báo cơ quan chức năng về việc đàn bò 12 con của gia đình bỗng nhiên biến mất trong đêm trích xuất camera an ninh của hàng xóm, ông B phát hiện đàn bò bị một người lạ mặt dẫn đi theo hướng cầu Tam Giang vào lúc 0 giờ 5 phút ngày 1 tháng 3. Sau khi nhận tin báo của gia đình ông B, lực lượng chức năng xã Hải Dương, thành phố Huế đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tìm kiếm đàn bò, cũng như xác định đối tượng có liên quan.